Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, mừng Đảng quang vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối tổ chức nhiều chuỗi hoạt động ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao xuân yêu thương cho 3.000 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trao xuân yêu thương lần đầu tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để sót trường hợp không có điều kiện đón Tết. Ban tổ chức huy động các nguồn lực xã hội hướng đến đối tượng là trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, trẻ mồ côi do nguyên nhân khác, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ em tại các mái ấm. Trao xuân yêu thương được tổ chức tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để cho các em đón Tết cổ truyền lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong chương trình, các hoạt động chăm lo cụ thể gồm hoạt náo các trò chơi, các game show được tổ chức trên xe di chuyển và tại khu du lịch, hỗ trợ chi phí xe vận chuyển, hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa và miễn phí vé vào cổng, vé trò chơi cho các bé, tặng quà cho 3.000 trẻ tham dự chương trình. Tổng mức kinh phí dự kiến tổ chức chương trình du lịch và lì xì cho trẻ em là 1,8 tỷ đồng. Đây là số tiền do các đơn vị thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đóng góp và huy động từ các nguồn khác.